Xin chào các em. Kỳ trước chúng ta đã học chương xác suất và biến cố ngẫu nhiên, và thầy đã ra bài để các em về nhà suy nghĩ. Các em suy nghĩ đến đâu rồi? Hôm nay thầy nhắc lại bài và chúng ta cùng giải. Mời các em nhìn lên màn hình. Cái ví dụ hôm trước thầy đã ra để các em về nhà suy nghĩ là cái bài như sau. Một công ty mở một cuộc điều tra thị trường về chỉ số tiêu dùng của khách hàng cho ba loại sản phẩm của công ty làm ra. Máy tính thì gọi là C, computer. Điện thoại di động thì gọi là T, telephone. Đĩa, DVD là thì gọi tắt là D. Trong một siêu thị, cái này là điều tra trong một siêu thị các em ạ, là có 60 người dùng C, có 75 người dùng D, có 70 người dùng T và có 30 người dùng C và T, tức là dùng hai loại sản phẩm computer và điện thoại. Có 25 người dùng D và T, có 30 người dùng C và D, có 10 người dùng CDT, tức là sai cả ba thứ của công ty luôn, và có 50 người là không dùng gì cả, tức là 50 người này không dùng cái gì cả của công ty. Rồi bây giờ trong siêu thị, công ty ra cái giải thưởng như sau: nếu có mua ít nhất một món hàng thì được thưởng. Và bây giờ lấy ngẫu nhiên một người trong siêu thị, tính xác suất để người này được thưởng. Thì để giải bài này thì chúng ta có hai cái cách giải. Cách giải thứ nhất, chúng ta phân tích và loại trừ từng tình huống một. Thì các em nhìn lên màn hình, thầy vẽ cái dạng đồ Venn. Có 10 người dùng cả ba. Đó, cho nên là ở đây là ba cái bánh. Thì ví dụ đây là ba cái bánh C, D và T. Ba cái bánh thì trong đó có 50 người là thầy ghi cái số ở ngoài, có nghĩa là không có dùng cả ba cái bánh này. Và có 10 người dùng CDT luôn, là có 10 người dùng CDT. Và theo giả thiết thì có 30 người dùng C và T, cho nên cái bánh mà thầy di chuột trên màn hình đây thì ta lấy 30, ta trừ 10 còn 20. Như vậy là cái 20 này là 20 người dùng C và T và không dùng D. 20 người này là dùng C, dùng T, tức là dùng cả hai C và T và không dùng D. Và cái giả thiết tiếp là có 25 người dùng C, dùng D và T, có 25 người dùng D và T, trong đó có 10 người dùng CDT. Như vậy là ta sẽ trừ ra còn 15 người là dùng D và T và không dùng C. Như vậy là ta cứ loại trừ dần dần. Số 10 này là để bài cho, số 20 ta tìm bằng cách ta loại trừ, ta lấy 30 ta trừ cho 10, và 15 này cũng vậy, ta lấy 25 ta trừ cho 10 còn 15. Tương tự ở đây ta sẽ có 20 người dùng D và C và không dùng T. Đấy, ba cái giả thiết là có bao nhiêu người dùng D nè, có bao nhiêu người dùng D, các em thấy rõ trên màn hình không, có bao nhiêu người dùng D? Có 60 người dùng C và 75 người dùng D, tức là cả cái bánh này là 75 người. Như vậy ta sẽ trừ cho 20, 10 và 15 là 30. Như vậy 30 người này đó dùng D và hoàn toàn không có dùng C và T. Tương tự như vậy, ở đây ta cũng có 10 người dùng C và không dùng gì D và T cả. Và đây tương tự, 25 người dùng, 25 người này chỉ dùng T thôi và không dùng C và D. Đấy.
Cuối cùng các em thấy là ta bằng phương pháp loại trừ dần dần và ta có những con số liệu ở trên màn hình, trên ba cái bảng này. Và như vậy là tổng số những người trong siêu thị để phỏng vấn trong cái trò chơi này thì là tất cả những số này ta cộng lại. Đó. Và bây giờ nếu mà muốn lấy ngẫu nhiên một người trong siêu thị thì chỉ có mấy cái số này thôi. Còn số 50 người này mình không tính. Đấy. Thì là tổng số của ba cái bánh này và chia cho tổng số tất cả thì đó chính là xác suất cần tìm. Tức là em, xác suất của ta là bằng em chia n, bằng em chia n thì em chính là cái tổng số ở trong ba cái bánh này và n chính là tổng tất cả. Như vậy lời giải của ta như nãy thầy nói đây là ta đi gốc từ từ cả từ ba cái là xài chung với nhau đó. CDT là 10 người đấy và ta cứ loại dần như nãy thầy đã nói, ta loại dần, ta loại dần, ta loại dần. Đây là dùng C giao T và không dùng D, đấy là 20 người, dùng D và T và không dùng C 15 người, vân vân. Như nãy thầy làm thì mấy cái này các em về các em kiểm tra thấy là hoàn toàn đúng. Đấy. Và như vậy tổng cộng cả tất cả những số người mà dùng T, C và D là có 130 người. Đấy. Và tổng tất cả số phần tử, số tức là số người đó ở trong cái siêu thị để ta phỏng vấn là 180 người. Như vậy là cái xác suất cần tìm chính là em chính là con số 130 và n chính là con số 180. Như vậy thì xác suất để mà được thưởng, lấy ngẫu nhiên một người được thưởng thì chính là con số là 130 chia cho 180 và xác suất của nó là 13/8. Cái cách thứ hai thì ta dùng ngay cái công thức mà hôm trước thầy đã đề cập đến các em, tức là xác suất của ba cái biến cố mà hội lại nhau thì đầu tiên ta cộng tất cả xác suất đơn, sau đó ta trừ cho các xác suất đôi và cuối cùng ta cộng cho xác suất tam. Đấy. Thì xác suất đơn thì các em biết rồi. T thì có 60 người, tổng số tất nhiên là chúng ta cũng phải phân tích là xem bao nhiêu tất cả số người ở trong siêu thị được phỏng vấn là 180 người. Đấy. C thì là 75 người và D là 70 người. Thì xác suất đơn thì ba cái này cộng lại. Và xác suất đôi đó trừ cho các xác suất đôi thì ở đây là pi giao C, có nghĩa là xác suất của những người dùng telephone và computer thì là có 25 người. Đấy, có 25 người theo đúng cái giả thiết. Và ta trừ cho đôi và cuối cùng ta cộng cho tam ở đây là 10, tức là có 10 người dùng chung. Như vậy công thức này sau khi tính toán ra nó cũng bằng 130 chia cho 180. Đó là ta ứng dụng cái công thức cộng xác suất của ba biến cố bất kỳ. Vậy bài này thực chất ra là ta cũng phải phân tích trên dạng đồ Venn, sau đó ta mới dùng cái công thức cộng xác suất. Những 180 này ở đâu có thì ta cũng ở từ dạng đồ Venn mà ra. Bây giờ ta xét một thí dụ phức tạp hơn. Cũng là cái loại bài này nhưng mà phức tạp hơn. Thì các em về coi như là làm bài tập ở nhà thì có thể hướng dẫn sơ ở đây thôi. Đó là lớp học. Lớp học có 4 môn. 4 môn học. Trong đó có 55 em giỏi đại số. Sẽ gọi tắt là A. Tiếng Anh là algebra. Và có 25 em giỏi sinh học biology B, thì gọi tắt là B. Có 65 em giỏi máy tính là C computer.
có 75 em giỏi thiết kế đồ họa, thì gọi là D designer. Có 20 em giỏi A và B, có 30 em giỏi A và C, có 40 em giỏi A và D, có 35 em giỏi B và C, có 45 em giỏi B và D, và có 50 em giỏi C và D. Và cuối cùng là có 10 em giỏi A, B, C, 15 em giỏi A, B, D và 25 em giỏi A, C, D. Có 30 em giỏi B, C, D. Và có 10 em giỏi cả 4 môn luôn, A, B, C, D. Bài này là thầy 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 tương tự hóa của bài trước, nhưng mà nó phức tạp hơn. Và có 15 em không giỏi môn nào, nghĩa là 15 em này là dạng kém cả 4 môn. Đấy. Bây giờ giỏi một môn thì được thưởng, thì thầy giáo gọi tên ngẫu nhiên một em, tính xác suất để em đó được thưởng. Thì bài này nó cũng giống như bài trước, nhưng mà nó phức tạp hơn, tại vì ở đây có bốn bốn cái thành phần, bốn cái bánh, như là các em thầy thầy mô phỏng ở trên màn hình đây. Đấy thì theo phương pháp đầu tiên, chúng ta cũng phải dùng dãn độ Venn để chúng ta loại trừ dần dần, để chúng ta tìm tất cả những cái phần mà lát cắt tất cả ở trên màn hình, tức là những cái phần mà không giao nhau. Ví dụ ở đây là có 5 em ở đây là hoàn toàn chỉ giỏi C thôi, mà không giỏi cả bốn cái môn kia, cả ba môn kia, chỉ giỏi C, tức là chỉ giỏi computer, có 5 người thôi, và hoàn toàn không có giỏi ba môn còn lại, đấy. Thì cái bài này thầy vẽ như vậy để các em về các em suy nghĩ nha, và sẽ xem cái bài giải vào những cái dịp nào có dịp thầy sẽ nói. Còn đây là thầy cũng giải thích sơ sơ, và đáp số của cái bài này chính là 110 chia cho 125, tức là xác suất cuối cùng đấy, xác suất cuối cùng. Thì ta ở đây ta phải giải bậc 4, cái bài trước là ta giải đến bậc 3. Đấy. Bây giờ ta sang một cái vấn đề khác, đó là xác suất có điều kiện và công thức xác suất. Sang xác suất có điều kiện và công thức xác suất. Khái niệm về xác suất có điều kiện thì thầy định nghĩa, thầy gợi lại những cái định nghĩa đáng nhớ. Là cho hai biến cố A và B, xác suất có điều kiện của A với điều kiện B, ký hiệu là B xuyệt AB, là xác suất của A được tính khi B đã xảy ra. Tức là xác suất của biến cố A với điều kiện là biến cố B đã xảy ra. Thì công thức tính của nó được ký hiệu là B A xuyệt B, xuyệt giống như dấu chia vậy các em ạ, bằng xác suất của A nhân B chia cho xác suất của B, A giao B chia cho xác suất của B, như vậy nhé. Và từ công thức vàng thì ta sẽ suy ra cái công thức xanh như sau. Bây giờ ta đá cái anh này lên, tức là trong công thức này ta đá lên thì ta có là xác suất của A nhân B bằng xác suất của B nhân cho xác suất của A xuyệt B. Nhưng mà các em biết là A và B là có tính chất giao hoán với nhau, ở đây không có điều gì bắt buộc ta là không giao hoán cả, đúng không? Cho nên vì nó giao hoán cho nên ở đây nó cũng sẽ bằng là BA nhân với BB xuyệt A, tức là ta đổi vai trò của A và B cho nhau ở trong cái công thức xanh này ở trên đầu đây. Các em thấy chưa? À, tức là do AB hoán vị, ta có thêm cái công thức ở dưới nữa. Và công thức này gọi là công thức xác suất có điều kiện nha, công thức xác suất có điều kiện. Ta đi đến một ví dụ để các em thấy rõ hơn. Một công ty cần tuyển hai nhân viên, trong đó có 6 người nộp đơn, trong đó
bốn nữ và hai nam. Trong 6 người nộp đơn có 4 nữ và 2 nam. Khả năng được tuyển chọn của mỗi người là như nhau. Ta giả sử như vậy. Bây giờ tính xác suất để câu A, cả hai người nữ được chọn, biết rằng có ít nhất một nữ đã được chọn. Cả hai người nữ được chọn, biết rằng có một nữ được chọn. Câu B, nếu Hoa, Hoa là tên riêng đấy của một trong bốn người nữ đó, Hoa là một trong bốn người nữ, tính xác suất để Hoa được chọn và từ đó suy ra xác suất để Hoa được chọn với điều kiện rằng có ít nhất một người nữ đã được chọn. Em ghi nhớ đề bài một tí ha, nếu cần thì thầy sẽ dở lại cái đề bài này, bởi vì trong cái môn học xác suất á, cái đề nhiều khi nó hơi dài, thì nếu mà cần thiết mấy em phải có giấy viết thì em ghi tục ký lại cái đề, và chương trình cũng sẽ phát lại nhiều lần để các em thấy và các em kiểm tra lại. Thì nguyên một cái trang màn hình là một cái thí dụ như vậy thì để các em ghi lại nha, trước khi thầy gợi ý cách giải. Như vậy ta tóm lại nhá, như vậy có 6 người nộp đơn và trong đó có 4 nam, 4 nữ và 2 nam, 4 nữ và 2 nam. Ta tìm xác suất để cả hai người nữ được chọn, biết rằng có ít nhất một nữ đã được chọn, thì ta dùng cái công thức xác suất có điều kiện ở đây. Đây, thầy gợi ý cách giải. Ta dùng xác suất có điều kiện, thầy gọi C là biến cố có hai nữ được chọn. D là biến cố có ít nhất một nữ được chọn. Thế thì ta dùng cái công thức gì ở đây? Có hai nữ được chọn với ít nhất là một nữ đã được chọn, có nghĩa là D đã xảy ra, và ta tìm xác suất của C với điều kiện D đã xảy ra. Và như vậy công thức của nó là tìm xác suất của C với điều kiện D đã xảy ra, thì bằng công thức theo đúng định nghĩa của công thức xác suất có điều kiện, tức là bằng xác suất của C nhân D chia cho xác suất của D. Xác suất của D là gì các em nhỉ? Của D đầu tiên ta tìm của D chứ cái nào? Có ít nhất một nữ được chọn. Ở đây các em lại thấy một cái thuật ngữ ít nhất. Như vậy là ta phải dùng, gợi nhớ cái gì nào các em? Ta phải dùng cái gì? Ta phải dùng xác suất biến cố đối lập, đúng không? Rồi. Như vậy là công thức xác suất về biến cố đối lập thì là có ít nhất một nữ được chọn, thì là nhiều nhất là gì? Không nữ được chọn, không có nữ nào được chọn. Có nghĩa là ta dùng 1 trừ cho xác suất của không nữ được chọn. C62 thì các em biết rồi, 6 người nộp đơn thì chọn 2 người. Còn ở đây là có 2 nam, chọn 2 người này là nam hết mà. Thì ta phải dùng 1 trừ cho cái biến cố đối lập đó. C22 có nghĩa ở đây là chọn nam hết. Như vậy công thức về BD thì dễ rồi. Còn BC nhân D thì ta có cái công thức ở trên, C62, thì cái này nó cũng giống một số ở dưới này thôi. Có hai nữ được chọn, hai nữ được chọn trong 4 người thì là C42. Tổ hợp của 4+2 đấy, thầy biết thầy đọc tắt thôi nhá. C luôn luôn thầy đọc số lớn trước, nhỏ sau, C42. Và đây ta tính ra thôi. Các em có thể bấm máy, dùng bất kỳ máy nào mà có các công thức về tổ hợp thì các em bấm ra, tỷ số sẽ là 6/15 và mẫu số thì là 1 trừ cho 1/15. Ở đây là 1 mà các em, và như vậy sau khi tính ra thì ta có 3/7. Như vậy cái câu A được giải ra là xác suất của có hai nữ được chọn với ít nhất một nữ đã được chọn là bằng 3/7. Giờ ta giải câu B. Câu B thì thầy quay lại cái câu B, nếu Hoa là một nữ trong 4 nữ được chọn thì tính xác suất để Hoa được chọn nhé. Và sau đó thì ta suy ra xác suất để Hoa được chọn với điều kiện rằng là ít nhất đã có một nữ được chọn.
Thì câu B dạng như sau: xác suất để hoa có hai người mà chọn là có hoa, tức là hai người nữ thì hoa là một cái danh từ riêng, hoa được chọn rồi, thì là xác suất của hoa được chọn là bằng bao nhiêu các em? Hoa được chọn là mình không tính rồi. Bây giờ xác suất của hoa được chọn trong hai người thì là bằng cái gì? Bằng 5 phần C62. Số 5 này đâu ra các em nhỉ? Số 5 này đâu ra? Số 5 này chính là trừ đi cho hoa rồi. 6 người trừ đi cho hoa còn không? Xác suất hai người chọn có hoa rồi mà, thì là người thứ hai là người nào trong 5 người còn lại? Hai người được chọn có hoa đó. Cho nên 5 người còn lại chính là số 5, là chính là tử số. Và như vậy tính ra phải có 5 phần 15 hay là 1 phần 3, đúng không nào? Như vậy xác suất để hoa được chọn là 5 phần 10 15. Rồi từ đây ta suy ra cái gì? Do đó xác suất để hoa được chọn đối với điều kiện là đã có một nữ được chọn là gì các em? Thì ta lại phải sử dụng cái công thức xác suất giống như cái câu A ở trên bảng đây. Chính là cái gì? Xác suất có điều kiện thì cái tử số của ta chính là cái BC giao D đây nè. Đấy. Và ta chia cho mẫu số. Mẫu số thì vẫn không đổi, mẫu số vẫn là 14/15. Và lấy từ câu A đi xuống, đúng không các em? Bởi vì là cái BD này không đổi. Xác suất để hoa được chọn với điều kiện đã có một nữ được chọn thì nó giống như là cái biến cố D ở trên câu A thôi, đúng không nào? Ngoài vậy ta chỉ cần tính lại cái tử số thôi. Cái tử số thì chính là cái phần ở trên thầy đã nói đây, tức là xác suất để hoa được chọn trong hai người chính là 5/15. Và ta tính ra thì cuối cùng là đáp số của câu B là 5/14. Bây giờ để hiểu rõ hơn, ta xét một thí dụ nữa. Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, cũng giống như cái đề trước nhé. Cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn, trong đó có 4 nữ và 2 nam, giống như vậy nhé, đúng không? Rồi bây giờ tuyển nó tuyển khác hơn một tí nè, tức là tuyển ngẫu nhiên liên tiếp 2 người, ngẫu nhiên liên tiếp. Tức là liên tiếp, tức là gọi từng người vào. Gọi người thứ nhất xong, ta gọi người thứ hai. Như vậy ở đây gọi là tuyển ngẫu nhiên liên tiếp 2 người. Và tính xác suất để 2 người nữ được chọn. Vậy này thì em suy nghĩ như thế nào nào? Tất nhiên ta cũng dùng công thức xác suất điều kiện ở đây trong ví dụ của cái topic là xác suất có điều kiện. Để xác suất có điều kiện ta dùng như thế nào đây? Ở đây ta dùng khác hơn một tí, là ta dùng cái công thức xác suất có điều kiện nhưng mà ở cái phần xanh đó, ở cái phần mà thầy suy ra đó, tức là xác suất của A1 thầy gọi là người thứ nhất được chọn, người nữ xác suất thứ nhất được chọn, và A2 là biến cố là người nữ được chọn là thứ hai đấy. Liên tiếp hai người mà để hai người đó là nữ không? Thì phải gọi đây là xác suất để lần thứ nhất gọi được một người nữ, lần thứ hai cũng gọi được một người nữ, thì xác suất của nó ở cái dạng xanh đó, dạng thứ hai đó, thì ta sẽ bằng là công thức là xác suất của A1 nhân với xác suất của A2 với điều kiện A1 đã xảy ra xuyệt, đúng không? Cái công thức mà xanh thầy đã đề cập trước đó. Và như vậy để xác suất gọi lần thứ nhất có người nữ được chọn chính là bao nhiêu các em? 4/6, đồng ý không? 4/6, tại vì có 6 người mà, có 6 người mà chọn người thứ nhất mà được ngay là nữ thì là 4 người nữ là có 4/6.
Rồi giờ ta nhân với xác suất của lần thứ hai chọn cũng là nữ, với điều kiện là lần thứ nhất đã có một người nữ được chọn là bằng mấy nào các em? 3 phần 5. Tại sao vậy? Tại vì người nữ thứ nhất đã được chọn rồi thì còn lại ta chỉ còn 5 người thôi, tổng còn 5 người. Và nữ đã được chọn thứ nhất rồi thì còn 3 nữ thôi. Và như vậy cuối cùng ta dùng công thức xác suất có điều kiện, ta nhân lên đúng không? Thì đây chính là công thức xác suất có điều kiện đây, là 3 phần 5 đấy. Và tích hai cái này thì ta có là bằng 2 phần 5. Như vậy kết quả công thức để hai người nữ được chọn liên tiếp, gọi vào liên tiếp mà được chọn là nữ hết chính là bằng 2 phần 5. Nhưng ở đây thầy lưu ý các em, 2 phần 5 này nhá, nó cũng bằng cái công thức này đây. Công thức này ở đâu ra nào? Cái này thì dễ rồi nhá, n thì dễ rồi, mẫu mẫu số thì hoàn toàn dễ, tức là C62 chọn 6 người, trong 6 người chọn 2 người mà là nữ nhé. Thì ở đây là tử số là C42, có 4 nữ mà phải chọn 2. Và công thức này nó chỉ đúng đúng lúc nào em biết nào? Công thức này thực sự chỉ đúng nếu đề bài ở trên này nói là gì? Tuyển gọi cùng một lúc hai người cùng một lúc vào thì ta mới dùng công thức này đúng không? Cùng một lúc gọi hai người mà xác suất đều là nữ thì ta dùng công thức là C42 chia C62. Nhưng ở đây các em lưu ý là tuyển ngẫu nhiên liên tiếp, có nghĩa là gọi từng người vào, lần thứ nhất là nữ, lần thứ hai cũng là nữ, nhưng thực chất gọi liên tiếp hai người cũng bằng với là lấy cùng lúc hai người, gọi cùng lúc hai người mà là nữ đó. Cho nên ở đây thầy phải dùng công thức này. Thêm một thí dụ nữa thì ta sẽ thấy sáng tỏ là tại sao thầy nói gọi liên tiếp hai người thì cũng bằng là gọi cùng lúc hai người nha. Giờ ta xét cái công thức nhân, bây giờ gọi là công thức nhân. Hai biến cố gọi là đối lập, hai biến cố đối lập thì ta đã biết rồi. Hai biến cố đối lập là biến cố A xảy ra thì biến cố B không xảy ra. Chỉ có trường hợp như vậy thôi. A xảy ra thì là B không xảy ra. Thấy không? A hội B bằng omega và A giao B bằng chống. Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại sang một cái khái niệm nữa là biến cố độc lập. Độc lập. Biến cố độc lập. Hai biến cố A và B gọi là độc lập nếu xác suất của A xuyệt B bằng xác suất của A. Tức là gì? Cái xuyệt này nói cho ta là B có xảy ra hay không, xảy ra thì cái xác suất A xuyệt B vẫn bằng xác suất của A, hoặc ngược lại, xác suất của B xuyệt A bằng xác suất của B. Có nghĩa là cái B xảy ra hay ở đây cái A xảy ra so với A hay so với B đều đều không có liên hệ gì, đều không có quan hệ gì, xảy ra không xảy ra kệ, phải không? Vẫn là xác suất của A đấy. Mà như vậy gọi là hai biến cố A B gọi là hai biến cố độc lập, tức là sự ảnh hưởng của biến cố này không không có ảnh hưởng gì đến cái biến cố còn lại. Và công thức của nó như nãy ta nói là BA nhân B bằng BA nhân với B gì? BA xuyệt B, phải không? Nhân với BA nhân B bằng BA nhân với BB xuyệt A. Nhưng mà BB xuyệt A thì nó bằng với BB luôn. Đây công thức của nó đây. Em nào? Và như vậy thì đây gọi là, mà ta nhớ cái công thức xanh này chính là cái dấu hiệu để mà nói là hai biến cố độc lập nha. Có công thức xanh là hai biến cố độc lập, hoặc
từ hai biến cố độc lập thì ta có công thức xanh nhé. Mở rộng cho ba biến cố, cho ba biến cố nếu là độc lập, ABC độc lập từng đôi một đó, tức là A độc lập, AC độc lập, BC cũng độc lập luôn, thì ta có công thức tích, xác suất của tích ABC thì bằng tích của ba xác suất nhân nhau. Nhưng các em biết là đâu phải lúc nào ABC cũng độc lập đâu. Nếu ABC tổng quát không độc lập với nhau, có nghĩa là bất kỳ, nếu ABC mà là bất kỳ, thì từ cái công thức xanh ở trước thầy đã nêu, bây giờ thầy nêu lại ở đây, BA nhân B bằng BA giao B thì này là hiển nhiên rồi, nó là hai ký hiệu, muốn ký hiệu nào cũng được, nhưng thường người ta là để đơn giản người ta a nhân b tức là ab thôi, đúng không? Và bằng bb xuyệt ba xuyệt b, bb nhân với ba xuyệt xuyệt b. Đấy. Bây giờ ta viết lại đúng với cái tương tự của cái xanh này, này a b c. Bây giờ thầy viết a trước, công thức xác suất của a giống ở đây nè, xác suất của a nhân với xác suất của b xuyệt a, nhớ đây là a rồi, rồi ta nhân với công thức xác suất của c xuyệt còn lại a giao b, a nhân b. Đây là cái công thức tương tự như công thức xanh thôi nhá. Mở rộng, mở rộng thì ta có n xác suất, n cái biến cố tự nhiên a 1 a 2 cho đến an. Bây giờ xác suất của tích của bộ n này nhân nhau a 1 a 2 a 3 nhân an thì bằng, công thức thực ra dài nhưng mà các em có thể thấy ngay là nó rất hình thức và dễ thuộc. Đầu tiên là A1 BA1 nhân B tiếp là gì? A2 xuyệt A1. Đúng không? A1 có rồi thì phải xuyệt A1. Rồi bây giờ B của A3 xuyệt, đã có A1 A2 rồi thì xuyệt A1 A2. Tức là trên A1 nhân A2. Và nhân với BA4 xuyệt A1 A2 A3 vân vân. Đến cuối cùng là BAN xuyệt A1, A2 vân vân cho đến AN trừ 1. Vậy cái công thức vàng này chẳng qua là mở rộng của cái công thức vàng nhỏ trên này thôi, phải không? Và bây giờ để ta xem cái ví dụ về biến cố độc lập, ta xem ví dụ sau. Có 3 viên đạn độc lập bắn vào bia, xác suất trúng đích của viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba tương ứng là 0.4, 0.5 và 0.7. Là xác suất của viên thứ nhất bắn vào bia là bằng 0.4. 0.4 ở đây là các em hiểu đơn giản nhất là gì? Bắn 4 lần thì có bắn 10 lần có 4 lần trúng. Thì viên thứ hai đó là bắn 10 lần có 5 lần trúng. Viên thứ ba là bắn 10 lần có 7 lần trúng. Xác suất mà. Bây giờ như vậy là cho ba cái xác suất tương ứng của ba cái viên đạn bắn vào bia là như thế. Bây giờ hỏi nè. Hỏi câu thứ nhất đầu tiên chính là tìm xác suất để có đúng một viên trúng đích. Có đúng một viên trúng đích. Câu hỏi thứ hai là có ít nhất một viên trúng đích. Rồi, thầy gọi A1 là biến cố viên thứ nhất trúng đích, A2 là viên thứ hai trúng đích, A3 là viên thứ ba trúng đích. Như vậy ta có A1, A2, A3 chính là biến cố tương ứng của ba viên đạn bắn trúng vào bia nhé. Bây giờ câu A người ta hỏi có đúng một viên trúng đích, thầy gọi A chính là biến cố đúng một viên trúng đích, đúng luôn cái tên gọi của cái câu hỏi. Giờ ta tìm xác suất của BA là bằng bao nhiêu nào các em? Bằng bao nhiêu? Như vậy có đúng một viên trúng đích, trong 3 viên bắn ra là có đúng một viên trúng đích. Như vậy ta có 3 trường hợp xảy ra. Và 3 trường hợp này hoàn toàn là xung khắc với nhau. Có nghĩa là 3 trường hợp không có giao với nhau, phải không? Như vậy là trường hợp thứ nhất là viên thứ nhất trúng, hai viên còn lại không trúng. Trường hợp thứ hai là viên thứ hai trúng,
hai viên còn lại không trúng. Trường thứ ba là viên đầu và viên thứ hai không trúng, viên thứ ba trúng. Như vậy là không còn trường hợp nào khác. Đây là nghĩa là ba trường hợp xung khắc. Và như vậy là ta dùng cái công thức cộng ba cái biến cố này lại, đúng không nào? Và từng cái biến cố thì A1 trúng, A2, A3 không trúng. A1 trúng thì A2 có liên hệ gì với A1 không? Không. Cho nên là A3 cũng vậy, cũng không liên hệ gì, không có nhầm nhò gì với cái A1 trúng hay không trúng ở đây. Cho nên ba cái biến cố này thì lại là độc lập với nhau. Và từng cái như vậy thì ta lại dùng cái công thức nhân, đúng không nào? Tương tự ở đây cũng vậy, ba trường hợp này từng cái ta dùng công thức nhân. Và như vậy là xác suất của BA chính là ba xác suất này cộng lại do xung khắc, phải không? Và từng cái như vậy thì các em đã biết cách tính rồi, thì ta nhân thôi. Ví dụ như vậy, xác suất của BA rồi A2 gạch A3 gạch có nghĩa là không trúng, sự gạch ở trên có nghĩa là đối lập, A2 trúng, A2 gạch ở trên có nghĩa là A2 không trúng. Thì ở đây có nghĩa là cái gì nào? Xác suất ở đây chính là 0.4 này nhân với gì? Nhân 0.5, 1 trừ cho 0.5 cũng là 0.5. Rồi A3 là mấy các em? A3 gạch là mấy? Là 0.3, 1 trừ cho 0.3. Đồng ý không các em? Đấy, tương tự em về làm tiếp tục hai phần còn lại thì ta sẽ có đáp số cuối cùng. Đấy, chỉ nêu công thức thôi, còn phần tính toán thì các em phải tự tính ra. Bây giờ câu B thì gợi ý cách giải như sau. Vâng. Câu B có ít nhất một viên trúng đích. Có ít nhất một viên trúng đích thì ta lại dùng cái gì? Công thức đối lập. Ta gọi A là biến cố có ít nhất một viên trúng đích. Thế thì ta dùng đối lập, tức là A gạch sẽ bằng là B của A1 gạch nhân với A2 gạch và nhân với A3 gạch. Có nghĩa là A1 không trúng, A2 không trúng và A3 không trúng, đúng không? Và ta dùng cái công thức là BA như vậy sẽ bằng 1 trừ cho BA gạch. Thì BA A1 gạch thì các em biết là bằng 0 phép mấy nào các em? 0.6, đúng không? 1 trừ cho 0.4, A2 gạch có nghĩa là 1 trừ 0.5 là 0.5. Còn A3 gạch có nghĩa là 1 trừ 0.7 là 0.3. Như vậy ba cái này ta nhân nhau. Và sau đó ta dùng công thức đối lập là có nhiều nhất là 0 viên trúng thì là lấy 1 trừ cho B của A gạch là xong. Đến đây thì thời gian cũng đã hết. Thầy thân ái chào các em. Bye.